Rồi, sáng nha. Lâu lâu test cầu hát ra. Và con này nay về bảo trì ha. Nó chết có một con diốt ở đây này, là máy nó cũng ngưng chạy luôn ha. Rồi, mình vẫn thích nghe cái chế độ đa bậc nhá. Này là khách nước lợ mạn này. Con này đi ngày 16 tháng 4 này. Ngày 16 tháng 4. Mấy tháng rồi, khách này ít đi này ha. Đó. Nói chung là cái cầu hát này á, khi nào mà anh em mà vào cái nước ngọt á, thì nghe nó, nếu mà nước ngọt của anh em là nước ngọt mà nó tạp chất rất là ít á, thì nếu mà như vậy á, thì nếu mà đo theo mà bóng đèn á, thì nó chỉ vào tầm khoảng, nó ngang ngửa chỉ test bằng quả bóng tầm khoảng 300-400W nhá. Nếu mà nước ngọt anh em mà muốn nước ngọt, còn nếu mà nước ngọt thuần là anh em chỉ cần test tầm khoảng 200 đến 300W là ngon rồi ha. Còn nếu mà test 1.000 trở lên là nước ngọt đục tạp chất rồi, ha. Đó. Đó, 1.000 này anh em nghe thấy tiếng nó kêu, giờ anh em kêu là sao máy kêu nhỏ đấy, nó không có vấn đề gì đâu ha. Đó, còn nếu bình thường mà đúng như cầu ăn ngày xưa á, tiếng còn không kêu cái này đâu, anh em phải tải khoảng 5-6.000 thì nó mới kêu lớn ha. Còn nếu mà tải 1.000 này, hay là nhất là anh em xài cầu hát mà SR khối á, anh em có tải 2-3 bóng thì rằng tiếng nó kêu rất là nhỏ, quan trọng anh em quấn ở cuộn cảm nhá. Cuộn cảm anh em muốn kêu lớn thì anh em quấn lỏng tay ra, lỏng tay để cho cái sợi dây nó rung nó va vào nhau á. Anh em càng quấn chặt thì tiếng nó kêu nó đanh nhưng mà nó sẽ rung nhỏ, anh em quấn lỏng ra lỏng tay thì cái dây đồng nó rung rung thì nó va đập vào nhau thì tiếng nó kêu nó sẽ lớn hơn nhá. Còn nếu không lớn nữa thì mình hay nhét cái còi vào trong ạ ha. Nhưng bình thường những cái mẫu ít khi mình ấy lắm, mấy cái mẫu này ha. Cái này là đóng lõi này, đóng lõi mình phải ấn đây sợ nó nhiễu vớ nhiễu vẩn với cả nó làm sát đây. Trước là mình còn hay chêm đế, sau này mình không chêm đế nhá. Thông tin anh em cứ thử đi, anh em cứ nói chung cái này nếu mà cái mẫu này này trước kia là nguyên bản của nó là đi hộp 200 là vừa, nhưng mà 200 á nó chật chội lắm, mà bo làm ngang này mình không thích nhá, bo quay làm ngang này. Còn anh em cứ phải làm anh em mới biết, anh em như vậy á nó xài một thời gian á mấy cái chỗ cuộn cảm này nó hay bị sẽ nhiễu gần cái bo lái nào đó nhá, anh em chạy một thời gian không tin anh em thử xem. Ví dụ anh em mà ngửa cái bo hai cái cuộn lái này ra cuộn cảm này, khẳng định anh em dẫn thẳng ngay. Ví dụ anh em mà mở lắp không sao đâu, đến lúc mà anh em đậy lắp lại thì anh em mới biết nhá. Mình làm nhiều trường hợp mình biết à, thì máy rất là bình thường, chứ lúc mà chưa đậy lắp lại đúng không, thì máy chạy ngon lành lắm, xong đến lúc mà anh em đậy lắp lại không tin, mình khẳng định với anh em nhá. Nếu bản thân mình cũng nhiều trường hợp mình bị như vậy nhá. Nên tại sao đấy, cái mẫu này á mình đi hộp 230 là vậy đấy. Còn nếu mà cái nguyên bản cái bo xanh bo trắng này xưa thì đi hộp 200 vừa nhá. Nhưng mình không nghĩ cái hộp 200 thì đi hộp 230 cho rộng rãi ha. Còn nhiều anh em chơi hộp cơm thì càng tốt. Chẳng qua là cái hộp này thì anh em thích đẹp thôi, chứ cái hộp này chẳng qua là nó đựng để cho nước lôi vào kia nó khỏi bắn vào thôi. À, cách điện các thứ. Mình chơi một cái quạt, giờ anh em chơi hai cái quạt. Đây là cọc của khách tự đi ra. Nghe tiếng đa bậc nó nghe nó vẫn phê ha. Con này đi lợ mạn này. Rồi, bỏ nó ra. Còn mình nói trước với anh em nhá, cái thời gian vừa rồi mình mới quay lên á, nhiều anh em cứ hỏi là nghĩ là mình có bao test ngay, mình đã nói rõ ràng rồi, anh em phải đặt cọc trước 20 ngày mới có. Nhiều anh em nhắn tin cho mình, gửi cho mình cái bo mạch này, nhưng mình bảo là chưa có. Sao anh em lín tin, nói trước anh em lín tin nhá, là mình chưa xác nhận đâu nhá. Anh em phải ví dụ là phần phần mình cái mạch này hay phần gì ha. Chứ anh em mà hỏi mà không đáp ứng được cho anh em ngay, anh em không không nói rằng thì xong mai mốt mà anh em kêu là gửi mạch cho mình là không có đâu ha anh em ha. Mình nói rồi mình bán cái mạch này á, mình không phải vì lợi nhuận đâu nhá. Thực sự với anh em á, chẳng qua là mình thấy hay đẩy ra thị trường cho các anh em xài thôi, cho nó tiện thôi. Chứ mình bán cái mạch này mình nói mình không ham hố đâu nhá. 200.000 mình
thật sự mình đầu tư cái món khác thật sự còn lời hơn á, khẳng định với anh em. Anh chả vừa chạm ở đây giật cả mình ha, tại cái bên chế độ LC mình đang bật. Rồi test băm cách ly nó tích điện mà. À, anh chuyển như này là đúng rồi nhá, anh chuyển, tại vì đa phần á, à, những cái máy sược bây giờ là toàn là băm dự băng băm âm đúng không, băm âm thấy anh chuyển dây như này là đúng đấy nhá, anh chuyển dây sai nó khác. Đây là dây đỏ này, anh cho vào chung là dây mát là chính xác đấy nhá. Còn nếu mà dây âm á mà anh chung vào này á thì nó sẽ khác nhá, nó là một vấn đề khác. Đây anh em thấy đấy, đa phần cái bên mà anh em cho vào xô nước đúng không, cái bên sủi tăm á là bên mát nhá, cái bên mà nó không sủi tăm á mới là bên ra điện nhá. Còn cái bên mà sủi tăm á, anh em ví dụ dí hai cọng dây này, hai cọng dây này xuống cái xô đúng không, cái bên mà nó sủi tăm á không phải là bên ra điện đâu nhá, bên đó là bên dẫn mát. Anh em cứ nghĩ là bên đỏ là bên ra điện đúng không, thì đa phần là băm âm, băm âm bây giờ là nó sẽ ra bên cọc âm này nhá. À, còn anh em muốn đi sao cũng được, giờ anh em thì đưa âm này xuống là mát, còn đưa này là ra vợt giật. Còn bây giờ mình chỉ cho anh em cách, anh em nếu nhiều anh em bị giật đúng không, em đảo lại chiều cho mình ha. Ví dụ anh em đang đi cái mát là anh em đi dây đen anh em bị giật đúng không, và anh em cứ nghĩ dí này nhưng thực ra là anh em là đang dí mát nhá. Còn chỗ này anh em lúc bật cái để anh em dí mát đưa cái, còn bây giờ anh em đưa cố định cho mình là cái dây đỏ nếu mà băm âm nhá, còn băm dương thì mình không nói, nhưng đa phần 90% bây giờ anh em xài băm âm, anh em đưa cho mình cái dây đỏ nhá. Thông tin anh em về cứ thử xem. Xong còn cái dây có cái vợt có điện đó là cái vợt này ha, là cái vợt đen đó, là vợt âm á. Như anh đi em dò này là đi đúng rồi này ha, hai cái cọng dương này, may cái này cũng là băm âm, cái này cũng là băm âm này nhá. Đó này là nó đang có điện rồi đó, bên băm LC này. Xong đúng ra xong em làm có một tiếng là xong à. À, anh thấy này, nó chật đâu có cho vừa đâu. Mà bây giờ anh kêu là chuyển hết về bên này, nằm bên này thì nó vừa nhưng mà nó hơi kỳ đó. Hay là làm em tính là đưa góc này nó lại kỳ quá, nó lại phải câu kéo lại xả nó ra để đi dây đấy. Em gắn này này, cái này của anh chết một con này rồi nhá, lúc chạy lúc không á, phải xả nó ra rồi. Cuộn này đưa cuộn lớn luôn rồi nhá. Nó còn về anh thích làm là sao thì anh làm. Mấy cái con này ngày xưa mới là con xịn này, nó Philip này. Mấy con này bây giờ giá thành cũng đắt lắm ạ, không mấy chục nghìn không có rẻ đâu. Đó. Còn nếu mà nhà anh về có con này anh thay nhá, thì nó đỡ tốn kém. Chứ bây giờ em thay này em cũng tính tiền à. Đó. Miễn nó chạy là được rồi. Anh thì thích vọc vạch đó. Thì cái tính của anh làm nó cẩn thận, nhìn sơ là biết rồi. Tải nặng lên chút ha. Còn anh muốn mà đây, cái con này con trống chập vợt nhá. Đúng rồi, về ví dụ mà anh tải khoảng bóng 3K nó ngắt thì anh chỉnh cho em cái con 203 này nhá. Đó, phần bích này em lém ra rồi nhá. Bích rồi. Đây cái con bích kìa. Nói chung thì em tháo em lém ra rồi, chẳng biết nó đâu rồi. Không biết nó đâu rồi, qua lém rồi. Đó, giờ tăng này. Còn dây có bóp anh không cần thiết này đâu, nó chỉ là dây tín hiệu, anh xài cái cọc nhỏ thôi, cái này cho nó đỡ lãng phí nhá. Ví dụ cọc này thì cần thiết này, còn như cái cọc là anh xài cái cọc bình thường được rồi, như này thì lãng phí quá. Rồi. Đây bên mạnh yếu là bên trong rồi. Đá bạc này. Đây là bên đa bạc này. Đó, thả ha. Thả đây anh gạt ngoài, anh cho volume này nhỏ lên ha. Còn đa bạc đây. Rồi, chuyển qua cầu H. Bên
lên cầu hát này thì anh bảo thả này. Này nó hai cuộn cảm nên nó kêu rất là lớn. Cái mạch băm này nó kêu là kêu cảm anh em á. Mạch băm này mình độ cho anh em nào cũng rất là đẹp ha. Anh em nào mà muốn độ một con mạch như này là không có rẻ tiền đâu nhá. Nguyên một con mạch như này là đã 1,5 triệu rồi này. Ví dụ là một bo mạch này, một bo ba bo lái này hoàn thiện cho anh em này đã 1,5 triệu rồi này nhá. Nó còn nếu mà câu kéo mà đấu lối nữa thì anh em phải phụ thêm mình 100-200 nữa ha. Đó như anh này là bo nguyên bản là bo mình xóa đi nhá, nó không hay ho cho lắm. Này 16 phét lớn này nhá. Này thế anh kêu là mua thanh lý anh biết rồi, em xả bớt ra nhá, tại vì băm băm đa bậc này của em nó không cần xài nhiều tụ, là băm cách ly xài nhiều tụ thì nó tăng dòng thì nó long máy chứ có gì đâu. Đó. Mà cái áp này cũng ok rồi, quạt thì em rút ra nó để em cắm lại. Còn cái rác này anh em hỏi là rác gì đúng không? Cái rác này là rác chống chập vọt này nhá. Hay là mấy cái bo nguồn 20 hay bo nguồn gì nó có chữ, có bo thì nó ghi là CV, CV là chập vọt nhá. Hoặc có bo thì ghi là CCV là chống chập vọt nhá. Là nó có mấy cái zoom này, nó hay làm ở trước như cái bo nguồn 20 thì sẽ làm trước bo dao động này, nó làm hai chân ngoài bìa thì anh em già anh em nhìn thấy chữ CV là chống là chập vọt nhá. À, ví dụ anh em câu lối ra phần nào đó chập vọt đó, ví dụ như là cái chỗ như cái zoom này nhá, cái chỗ này là phần chống chập vọt của cái bo băm này ha. Ví dụ cái bo nguồn anh em muốn câu á ha, mình sơ thì anh em tự tìm hiểu thôi nhá. Rồi bo nguồn 20 đời này mình in yên tâm đi, in tổng cộng là 200 bo tím 200 bo đen. Bo 12 thì cũng hết rồi nhá, bo 12 thì chắc phải cùng bo nguồn á. Thì chính thức là mình ngưng bán, mình tắt con máy 12 phét ở trên Shopee ha. Với mình như thế là đủ rồi nhá. Mỗi mẫu mình chỉ cần bán được khoảng vài chục con là mình nghỉ nhá. Hiện tại cái mẫu 12 đó là mình ngưng rồi, chỉ còn làm cho mối miếc thôi. Làm hoài nó nhảm, nó chán quá anh em ha. Phải đi tới cái mới một chút. Con này thì mình chỉ còn làm cho anh em khách ấy thôi, chứ cái này mình làm mình mất nhiều thời gian vì nó quá, bán thì nó cũng hơn 1 triệu bạc, nó cũng chả bao nhiêu đâu, thời gian trên đó nó mất nhiều thời gian, chính thức mình tắt rồi. Còn cái bo này anh em nào ví dụ có thời gian hỏi á, vừa rồi nhiều anh em hỏi lắm, cứ hỏi bán cho mình cái bo này, mình kêu là chưa có đâu, đến khoảng 20 ngày nữa có. Anh em mà có chủ lấy thì anh em phải dặn nhá, chứ anh em nín thinh đến lúc đó là không có đâu. Nhưng các anh em mà có kinh nghiệm mà nói nhiều luôn á, mình thấy rất là nhiều anh em hỏi là gửi cho bo này, mình bảo là mình sao mình đáp ứng được cho anh em ngay được, mình đã nói rồi, ai cũng vậy hết, khách quen của mình cũng phải chờ đến tầm đó, tầm khoảng 20 ngày nữa thì mới có. Ví dụ anh em chủ lấy anh em dặn là vậy cho mình một bo, đến lúc đó mình đăng ký một bo ha. Chứ mình chả ham hố thì cái bo này đâu, nói thật với anh em á, 50 bo bán là đặt là hầu như là hết rồi chứ không còn nữa nhá. Chứ anh em đến thinh xong đến lúc mà anh em hỏi mình là mình bó tay đi nhá, là mình đã nói với anh em là anh em đặt cọc trước rồi ha. À đây có ít hàng. Tụ này mình có cái chỗ gần cách mình tầm khoảng có mấy cây à, 7-8 cây, 10 cây, làm ngay quốc lộ ha. Ngay quốc lộ ra, gọi là mình chưa đi thôi, mình chưa có thời gian, có cái hẹn mà chưa đi. Chùm tụ, chùm SCG, IGBT, nói chung là trong Nam ngoài Bắc là hầu như là lấy ở cái khu đó hết ha. Lấy ở cái chỗ đó hết, rồi mối lái của mình biết là mấy chỗ cũng đều là lấy ở đấy hết nhá.
mai mốt mình có cái hẹn thì chắc mình lên trên đó anh em. Tụ này thì hơi xấu ấy. Đó, tụ kính thưa các loại, tụ trên trời dưới đất, SCG rồi phét lớn phét nhỏ, IGBT thì mai mốt mình sẽ nhập chỗ đó, gọi gần như là một gốc của trong Nam ngoài Bắc là nhập ở đó, thì mình sẽ nhập, mình ăn ít lời thôi, bung ra cho anh em cái giá thật là tốt nhất nhá. Mình biết nhiều anh em là còn đang nhập ở đó để bán cho mình ha. Rồi, đây 400V 15.900 UF. Con này là hôm qua là có mấy con? Ở đây hai con này. 160.000 một con nhá. Nó cao tầm khoảng 2 tấc 2 tấc 2 gì đó. Còn đây là ba quả 10.000, 10.450V. 150, quả này cao 2 tấc nhá. Có mấy quả mới nhập được cái này hay phết. Nhập trên linh tinh nha, Facebook tí hết. Mấy cái khay này ngon lắm anh em. Khay này anh em biết gì không? Mà sân bay mà đến lúc mà anh em mà vào cửa mà kiểm tra là họ sẽ bắt anh em là tháo dây thịt rồi cởi giày các thứ là áo khoác là ra là bỏ vào đây này. Đó. Đó cái khay đây này. Mình mua mấy chục cái. Mua mấy chục cái để đồ. 30 cái, trong kia còn một chồng nữa. Cứng ngắc. Cứng ngắc luôn. Ngang này 3 tấc, dài 5 tấc thì đó. Đây có ít tụ đây. Tụ này bán rẻ cho anh em. Tụ này nó lôm côm này, nhưng mà nhiều con đi theo cặp này. 220, 270, 309 cũng có một ít này. Đây 400V 309 này. Kích thước thì nó đều nhau đây. Ví dụ như mấy con này đây, cũng có nhiều con đi theo cặp này. Đó. Đây 450, 220 này đó. Tất chỗ này. Nhiều phết đấy, chỗ này mấy chục quả đấy. Và đặt cân này. Bán cho anh em là 60.000 nha. 1,4 cân đấy. 60.000 nha. Lại kích thước nó đều nhau á. Đó. Còn đây có ít tụ đều đây. Tụ này là 270 UF. Đây. 270 UF ha. Đó, nó có mấy con cao hơn tí này. Có 4 con cao hơn, còn lại thì nó giòn giòn size 30 x 30. Chỗ này đâu có 20 quả. Ở đây thì có 61 quả 220. Đồng size, đồng cỡ này. Đó, 3 x 3 này, giờ u này. 450V này. Này thì 5.000 một quả nhá. Đó. Tất lô chỗ này có 80 quả. Bán cho anh em là 5.000. Đó, cùng chủng loại luôn anh em ha. Đó, đây này. Đó. Một size một cỡ hết nhá, 5.000 quả. 3 x 3. Đó. Ở đây có 80 quả, 5.000 quả. Con này bỏ ra. Quên đấy, đúng ra hôm nay là phải giá cho khách rồi mà quên. À. Có ít phép 9060. Trước kia mình chỉ dám nhập khoảng mấy trăm con để xài ha. Đây, 9060. 80L70 quá luôn rồi anh em nhá. Mỗi lần 80L70 mình nhập thì tầm khoảng 2.000, 3.000 về bán cho anh em thôi. Chứ chả hơi đâu đi nhập. Đó, 9060 chân zin nhá, đẹp chưa. Còn cái rủi ro mà chân gãy chân ấy thì mình phải chấp nhận rồi. Đó. Anh em nào lấy là 7.500 một em nhá. Đó, 9060 đấy, VIP ha. Anh em xài vẫn thích là 9060. À, dòng của nó là 90A 60V nhá. Nhờ mình xài nhiều mẫu mình cũng vẫn thích là con này nhá. Sau này thì có con giá thành 8314 nó rẻ hơn mình xài khoái. Và con này thì nhiều anh em hỏi lắm. Con này công nhận là đúng là nó cũng trước chưa biết con 8314 thì con này nó mình xài con này không rất là trâu bò. Anh em biết là cái chì hàn ở công suất ạ. Mà nó chảy hết chì hàn nó rụng rồi, cả chì mà hàn mấy chân con phét này nó chảy hết rồi, nó không còn tiếp xúc. Mà chống ngược thì đi hết. Mà mấy con này đò vẫn còn sống. Cái độ trâu bò cỡ nào.
Đây còn 24V hôm nay mới xịt sơ để mông má lại, hôm nọ để bụi lắm, mông má làm lại cho anh em đang bán đi phí. Con này mình mua gốc là 1,7 triệu rồi đấy. 1,7 triệu là chưa ăn uống gì đâu ạ. 24V. Không điên điên. Máy làm được nhiều khi đi mua về thanh lý ha. Xe này có tụ yên tâm, tụ bao la nhá. Mình giờ mình biếng lắm, tụ về mình đâu có đăng được. Mình lọc lọc ra đó dòng khách quen họ lấy cứ mỗi lần 50, 100, 200. Có mấy cái mối cứ 200 thì có, ví dụ là có lô này có bao nhiêu quả, quất hết không à. Đây đang test mấy cái bo để có mấy cái bạn khách quen mỗi loại cho em 1-2 bo. 1-2 bo đang test ha. Đang test bo để mai giao cho bạn. Cái này nó tiện lắm mày ạ. Mà giá thành 200.000 là cũng là khá là êm đúng không anh em? Một cái mạch podcast này bây giờ mua cũng mấy chục nghìn, hay mấy 30.000 ha. Rồi cái đồng hồ led nữa. Rồi zoom cắm, volume công tắc, rồi công kiếc hàn, rồi các thứ linh tinh vào. Rồi cái miếng meca này đặt nữa cũng tiền chứ đâu ít đúng không? Xong mình là người trung gian thôi. Chứ mình tính mình là ấy mình làm nhưng thôi, nó cũng không đáng đâu anh em ạ. Mình nghĩ thì cái này nó mục đích anh em xài nó không có nhiều. Anh em nào xài mỗi anh em chỉ được khoảng một cái là cùng ha. Bán nó cũng không ấy lắm. Gọi là nó mới chuộng lúc đầu thôi. Còn đến lúc mà anh em có rồi thì anh em đâu có bận tâm, đâu có quan tâm đúng không? Nó gọi là ra thị trường cái số lượng nhất định là ok rồi. Lô vừa rồi ra 40 cái thì mình ôm là 30 cái, lô sau 50 cái là mình ôm tất 50 cái ha. Đó. Bo nào sống chết là biết ngay. Cái này chân nó ngắn quá, cắm nó không tới luôn anh em ạ. Cái mẫu này ngay chuẩn lắm, test cái nào là biết cái đấy ngay à ha. Cái này thì không có volume, không có công tắc thì cái này chắc phải cắn sau. Cái bo HT bo này mình còn tắt đi cơ mà. Rồi, chào anh em nhá. Anh em cần gì thì liên hệ mình. Đó. Còn anh em đặt máy tuy vậy thôi mình nhận cũng hạn chế lắm. Hoặc anh em nào khách quen mà đặt máy rồi thì mình mới nhận thôi. Nhiều anh em hỏi vậy mình báo giá thôi. Nhưng mà đến lúc mình nhận hay không là một chuyện khác nhá. Con máy này là của khách nhá, anh em đừng hỏi mình. Không, như hôm nọ mình đăng con 32 lên của cái bạn khách kia, bạn đặt từ lâu rồi. Hôm qua mình mới test lên cho bạn coi, anh em có mấy anh em điện hỏi. Con đấy là của khách, con này cũng là của khách nhá. Con này là của khách mình nhận độ rồi. Đây là độ 2 mạch băm này, 3 mạch băm cũng được nhá. 4 mạch băm cũng được hết á. Nhưng mà 4 mạch băm anh em yêu cầu là anh em phải đóng hộp gỗ hay là hộp thật to. Còn những cái mẫu mà mình làm thông dụng nhất, như ví dụ là nếu mà như cái hộp này, như cái bo gốc này là có thể đi được 3 mạch băm rồi nhá. Nếu mà anh thích, nhưng mà anh đang đi ok thì cứ để đó. Ví dụ đây là một chế độ rồi này. Trong bên này có miễn làm sao là cái hộp đó nó phải đựng được thêm mấy cái mạch. Ví dụ như bên này đựng một cái mạch này, đó là một mạch băm là một bên nhá. Và bên này nữa, đó. Ví dụ như con này có thể độ được 3 mạch băm. Nhá. Bên này anh đang đi ok thì cứ thế mà đi thôi. Cầu H chuyển qua đây, đây là mát chung ha. Chuyển qua đây băm cách ly,
Rồi. Đặt cắm lại quạt vào. Anh em là muốn độ chế mà máy móc là nó mình thích làm cái bệnh nó khó nhá, còn những máy móc mà đơn giản mà máy 6 máy 8 máy thì anh em không nên hỏi mình độ nhá, mình ít nhận lắm nhá. Anh em quen biết bây giờ mình còn hạn chế mình nhận. Đó, ví dụ độ chế con nào mà nó thì tùy thôi nhá, anh em cần thì anh em liên hệ mình nhá. Chứ mà nó đơn giản quá mình không thích. Đó. Làm hoài rồi những cái mẫu này nó nhảm quá. Như cái mẫu 12 này nó cũng nhảm quá, mình tắt đi. Làm đi làm lại làm tới làm lui thì cũng vẫn là cái mẫu này. Mẫu 8 phép thì mình cũng bán ngày nào hay ngày đấy rồi mình cũng tắt lốt. Mà sắp tới ở trên app thì đa phần là máy hoàn thiện ở trên Shopee ấy, là mình cũng sẽ tắt hết nhá. À, còn tụ thì anh em ấy thì liên hệ nhá. Tắt lô này là một ký tư thì phải này, ký mấy này là 60. Còn đây là 5.000 con này, 80 con là 400 bảo ship được chưa? Đầu 81 con gì đó.